Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Huyền. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài tập trang số 52 sách giáo khoa lớp 1 tập 1 quyển kết nối tri thức. Các bạn sẽ cùng đón xem bài tập chúng ta yêu cầu điều gì ngày hôm nay nhé. Bài tập của chúng ta ngày hôm nay có yêu cầu như sau. Bạn Việt cắt miếng bìa hình vuông thành 4 miếng bìa hình tam giác. Chúng ta có 1, 2, 3, 4 đúng không nào? Em hãy ghép 4 miếng bìa hình tam giác đó để được mỗi hình sau. Chúng ta có ý A là một hình chữ nhật đúng không nào? Ý B, ý C, ý D. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện ghép hình với mình nhé. Để được kết thành hình ý A là hình chữ nhật như thế này thì chúng ta với 4 hình tam giác chúng ta sẽ ghép 2 hình tam giác. Một hình tam giác trước này. 2 hình tam giác. 3 hình tam giác. Và 4 hình tam giác. Như vậy chúng ta sẽ có một hình chữ nhật đấy các bạn ạ. Đây chính là hình A nha. Rồi, tiếp theo là làm thế nào để có được một hình giống như hình B? Chúng ta sẽ ghép hai hình tam giác lại với nhau tạo thành một hình vuông nhé. Đây là có hai hình tam giác rồi đúng không nào? Hai hình tam giác còn lại chúng mình sẽ ghép sang hai bên này nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ ghép hình C. Với hình C này cũng rất là dễ thôi. Mình sẽ có hai hình tam giác sẽ tạo thành một hình vuông giống như là vừa rồi chúng ta vừa ghép nha. Một hình tam giác này. Hai hình tam giác này. Tiếp theo chúng ta sẽ phải đặt hai hình tam giác sang hai bên. Thì chúng ta sẽ có một hình y như là hình C vậy các bạn ạ. Đây chính là hình C đúng không nào? Và cuối cùng là hình D, là một hình tam giác thôi thì cũng rất là dễ. Các bạn sẽ thực hiện ghép một hình tam giác ở phía dưới này. Hai hình tam giác này chồng lên nhau tạo thành một hình vuông. Tiếp theo các thêm một hình ở đây nữa và một hình ở phía dưới này nữa. Như vậy là chúng ta đã có được hình D rồi đấy các bạn ạ. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong toàn bộ phần bài tập ngày hôm nay rồi. Thời lượng của kênh cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.